Thưa quý vị, khảo sát các loại trái cây tại nhà vườn một số tỉnh miền Tây cho thấy hiện giá mít thái và chôm chôm chính vụ đầu mùa đang giảm sâu khiến nông dân chật vật tìm đầu ra. Theo bà con nông dân, hiện thương lái đến vườn thu mua mít loại 1 chỉ 10-12.000 đồng 1kg, mít loại 2, loại 3 chỉ còn 3-7.000 đồng 1kg. Với giá bán như hiện nay, người dân lỗ vốn ngoài chịu cảnh giá mít giảm hiện các thương lái cũng hạn chế đến vườn thu mua với lý do vừa không ăn hàng dội chợ xe không qua cửa khẩu được không ai mua nên người trồng mít để chín cây chia cho bà con lối xóm ăn ngán rồi đem bỏ ít thì cho cá ốc ăn nhiều quá thì chặt bỏ đi nếu lái có mua hàng loại một trái phải từ 9 kg trở lên múi phải to trái phải tròn đều không sẹo không sơ đen không chín cây bị vết nứt còn không đạt được thương lái chỉ mua với giá 2.000 đến 3.000 đồng một kg còn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trồm trồm các loại cũng bắt đầu cho trái chính vụ, tuy nhiên giá chỉ bằng 1 phần 3 so với cùng kỳ. Năng suất thì cao nhưng giá thu mua thấp, nông dân trồng chỉ hòa vốn, còn ai thuê đất thì lỗ vài triệu đồng trên 1 hecta Giá trôm trồm Thái hiện nay chỉ còn 17-20.000 đồng 1 kg, trồm trôm Indo từ 10.000-12.000 đồng 1 kg, trôm chôm, chôm Java từ 8-10.000 đồng 1 kg.